Minh Hằng không kịp phản ứng khi Trịnh Thăng Bình hôn môi. Nữ ca sĩ cho biết đây là lần đầu tiên người bạn này dám đi quá xa. Trịnh Thăng Bình và Minh Hằng có màn song ca ăn ý cùng phần vũ đạo đẹp mắt trong ca khúc lần đầu tiên biểu diễn Đi Với Anh tối ngày 31 tháng 8 tại Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, tiết mục nằm trong chương trình MTV Connection. Cả hai còn khiến nhiều khán giả thích thú khi song ca Một Vòng Trái Đất được phối lại hoàn toàn mới. Trong phần trình diễn, Trịnh Thăng Bình bất ngờ khóa môi Minh Hằng khiến khán giả vỡ òa. Bất ngờ vì tình huống này, Minh Hằng không kịp phản ứng. Trịnh Thăng Bình chia sẻ, Minh Hằng là người đã cho tôi biết thiên thần là có thật. Khi lần đầu tiên gặp gỡ, Hằng xinh như một thiên thần và tôi luôn ao ước được hôn Minh Hằng một cái. Minh Hằng nói, 13 năm làm bạn với Trịnh Thăng Bình, đến bàn tay cô còn không cho anh nắm. Đây là lần đầu tiên Trịnh Thăng Bình tiến xa đến như vậy. Trước đó, Trịnh Thăng Bình còn có màn song ca tình cảm với người yêu cũ ca sĩ Yến Nhi, ca khúc Đã Lâu Không Gặp. Em gái Yến Trang tâm sự, đây cũng là lần đầu tiên sau một thời gian dài Trịnh Thăng Bình và tôi mới tái hợp trên một sân khấu lớn và chuyên nghiệp như vậy. Tôi nghĩ sự lựa chọn ca khúc cho lần tái hợp này là sự lựa chọn đúng. Lời bài hát cũng nói lên nhiều thứ, nhiều sự tình cờ và nhiều tình cảm của tôi và Bình trong đó. Trịnh Thăng Bình còn khẳng định, sau này dù mối quan hệ giữa tôi và Nhi có như thế nào, khi nào Nhi cần thì tôi luôn luôn có mặt. Mini concert Đã Lâu Không Gặp, Trịnh Thăng Bình và những người bạn trong khuôn khổ MTV Connection tháng 8 mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc. Nam ca sĩ trình diễn lọt hết người ấy, lời chưa nói, vỡ tan, em đừng quay về đây, ta đã xa rời nhau, xin. Trịnh Thăng Bình thay đến vài bộ trang phục trong đêm diễn. Ca sĩ tâm sự, mini show lần này không chỉ để thực hiện lời hứa từ rất lâu cùng người hâm mộ, mà còn là dịp để anh hâm nóng lại tên tuổi và chứng minh mình xứng đáng có mặt trong danh sách đề cử nghệ sĩ Việt Nam tham gia MTV EMMA 2017. Trấn Thành gách quần vì mãi diễn trên sân khấu. Trong show ai cũng bực cười mùa 2 vì muốn chơi Kambuka mà nghệ sĩ hài gặp phải tình huống khó đỡ. Tham gia tập 1 của show hài ai cũng bực cười, Trấn Thành đã làm khán giả cười bể bụng trước tài ảo thuật vi diệu, không đụng hàng. Anh hóa thân làm ảo thuật gia tài ba với sở trường, thọc lét người xem, chơi khăm bàn diễn. Vì mãi diễn động tác khó, đá chân rồi xoạc chân ngồi lên bàn mà ông xã Harry Quân gặp sự cố gách quần. Hai giám khảo Hồng Vân, Hoàng Sơn và các khán giả có mặt tại trường quay chỉ biết cười ra nước mắt trước tai nạn oái âm của Trấn Thành. Ở vòng thi này, Buka phải đóng là bạn sao của Trấn Thành và lặp lại tất cả những động tác của phần chính. Với mục đích làm bạn diễn méo mặt, không ít thử thách được Trấn Thành đưa ra khiến Buka hoảng hốt như cầm con lươn chân tuột trong lúc nhảy nhót. Cũng vì sự cố rách đũng quần, nghệ sĩ hài phải lấy tấm khăn đậu cụ để quấn quanh người. Đảm nhận vai trò đội trưởng của đội 1, Trấn Thành cùng hai thành viên Văn Di và Vương Râu trải qua bao vòng thi sáng tạo bá đạo, gương cười và phim cười. Đối đầu với đội của Trấn Thành là Long Đẹp Trai, Buka và Phúc Gia Lô. Hai đội trưởng Trấn Thành và Long Đẹp Trai liên tục công kích nhau trên sân khấu. Ở phần thi phim cười, ông xã Harry Won và Băng Di tái hiện lại tình huống quen thuộc của phim Em Là Bà Nội Của Anh, nhưng được chế theo phiên bản mới. Trấn Thành đóng vai cháu nội của Băng Di vì muốn có được cô bạn gái thuần Việt, vừa lòng mẹ cha. Trấn Thành bổ nhào tấn công Băng Di mà không hề biết cô nàng chính là bà nội của anh được trẻ hóa. Anh còn tát Băng Di khi cô nàng sức sự dám xưng là bà nội của mình. Diễn viên hài Khương Ngọc đảm nhận vai trò MC trong show hài Ai Cũng Bực Cười. Hai giám khảo Hoàng Sơn và Hồng Vân cùng ngồi thưởng thức màn thi của hai đội để chọn ra người chiến thắng. Ngọc Trinh Linh Chi sexy buông hờ cúc áo. Hai người đẹp rủ nhau thực hiện bộ ảnh chung đua nhan sắc tươi trẻ quyến rũ. Ngọc Trinh Linh Chi vẫn thân thiết như chị em dù không còn hoạt động chung trong một công ty người mẫu. Linh Chi đã chuyển hướng sang nghề diễn viên được mấy năm, còn Ngọc Trinh mới thử sức với hai bộ phim điện ảnh Vòng Eo 56,
và giải mã NT56. Hai người đẹp có gu thời trang và tính cách khá giống nhau, Ngọc Trinh với vai trò bà chủ shop quần áo thường tư vấn giúp chọn trang phục cho cô em đồng nghiệp. Sở hữu những đường cong gợi cảm, cả hai chuộng mặc váy bó sát, khoe thế mạnh cơ thể. Sau thời gian để tóc dài điệu đà, hiện cả Linh Chi và Ngọc Trinh đều đổi sang kiểu tóc ngắn, trẻ trung và năng động. Hai người đẹp đua vẻ rạng rỡ xinh tươi trước ống kính. Bộ ảnh do chuyên gia trang điểm Bảo Bảo hỗ trợ thực hiện. Bảo Anh choáng khi có tới 2.000 người đến để giao lưu cùng cô. Nữ ca sĩ đã có buổi fan meeting vui không tưởng ở nhà văn hóa thanh niên sáng ngày 17 tháng 9. Bảo Anh về đến Sài Gòn lúc 0 giờ ngày 17 tháng 9, liền chạy thẳng đến sân khấu tập hát đến 3 giờ sáng, rồi mới về nhà nghỉ ngơi. Đúng 10 giờ sáng qua, cô đã có mặt ở sân khấu 4A, nhà văn hóa thanh niên để họp fan. Chỉ có một tuần để thông báo và chuẩn bị, Bảo Anh và ekip nghĩ sẽ ít khán giả tham dự. Không ngờ, có tới 2.000 người có mặt, khiến nữ ca sĩ bị choáng, xen lẫn hạnh phúc. Nhiều fan nói họ đã đến đây từ 7 giờ sáng để xí chỗ. Bảo Anh chia sẻ, dù lịch làm việc dày đặc, nhưng cô vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để có cuộc gặp gỡ này như một cách tri ân người hâm mộ. Họ đã ủng hộ cô nhiệt tình suốt 5 năm đi hát chuyên nghiệp. Nữ ca sĩ tâm sự, khi đứng sau cánh gà sân khấu, đợi giây phút bước lên, cô vô cùng hồi hộp xúc động và muốn lao ngay ra sân khấu để được ôm chầm tất cả mọi người. Đáp lại những lời reo hò không ngớt, Bảo Anh liên tục thể hiện những các bản hit gắn liền với tên tuổi của cô như Anh muốn em sống sao, Yêu một người vô tâm, Trái tim em cũng biết đâu, vân vân. Nữ ca sĩ hát suông đến mức quỳ cả xuống sàn sân khấu. Phần vui và ý nghĩa nhất trong chương trình đó là khi Bảo Anh cùng các fan chơi trò chơi. Tiết mục ấn tượng nhất trong buổi fan meeting của Bảo Anh là In the Night, nữ ca sĩ mặc bộ trang phục rất độc đáo. Bảo Anh ngồi xuống sàn ký tặng người hâm mộ. Nữ ca sĩ xúc động vì có một buổi giao lưu quá ý nghĩa. Fan vây chặt Bảo Anh trước khi cô ra về. Ca sĩ 25 tuổi được vệ sĩ tháp tùng bước ra xe. Phi Nhung giới thiệu con gái nuôi với các danh ca Bolero. Nữ ca sĩ dẫn theo con gái nuôi Quỳnh Trang đến theo dõi buổi ghi hình chương trình cặp đôi hoàn hảo. Chiều ngày 14 tháng 9, 7 danh ca của dòng nhạc trữ tình Bolero gồm Giao Linh, Cẩm Vân, Hỏa My, Nhật Hạ, Thanh Hà, Phi Nhung và Chế Thành đã có mặt tại nhà thi đấu Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh để ghi hình cho chương trình cặp đôi hoàn hảo. Ông Hoàng Nhạc Sến Ngọc Sơn và danh ca Alex Phương cố vấn cho chương trình sẽ đưa ra góp ý và định hướng cho các thí sinh. Đến trường quay, ca sĩ Phi Nhung dẫn theo con gái nuôi Quỳnh Trang đến theo dõi các thí sinh tranh tài cũng như học hỏi kinh nghiệm. Quỳnh Trang là giọng ca trẻ của dòng nhạc Bolero với biệt danh thiên thần Bolero. Các sản phẩm của em nhận hàng triệu lượt xem trên YouTube. Bày tỏ sự tự hào về con gái nuôi, nữ ca sĩ áo mới Cà Mau lần lượt giới thiệu giọng ca 21 tuổi với danh ca hàng đầu giúp con gái chụp ảnh. Trong buổi ghi hình, 7 danh ca sẽ bắt cặp với 7 thí sinh là những giọng ca trẻ để trình diễn các ca khúc Bolero trữ tình nổi tiếng. Ở hậu trường, các danh ca tranh thủ hỏi han nhau về công việc cuộc sống. Chương trình truyền hình cặp đôi hoàn hảo chuẩn bị trở lại với phiên bản trữ tình và Bolero sau một năm tạm ngưng. Trong format mới, 7 thí sinh chính thức đều là những gương mặt trẻ theo đuổi phong cách âm nhạc hiện đại như pop, EDM, ballad, R&B. Thậm chí trong số họ, có người chưa từng thử sức với Bolero. Danh sách 7 người nghệ sĩ gồm Giang Hồng Ngọc, Tiêu Châu Như Quỳnh, Mai Tiến Dũng, Hòa Minzy, Đào Bá Lộc, Đức Phúc, Eric. Họ sẽ lần lượt kết hợp với những danh ca, ca sĩ của dòng nhạc Bolero trữ tình để thể hiện các ca khúc nổi tiếng của dòng nhạc bất hủ này. Chương trình sẽ được lên sóng vào lúc 20 giờ tối thứ năm hàng tuần, bắt đầu từ ngày 12 tháng 10 trên kênh VTV3. Ngọc Lan Thanh Bình chống con trai đi chụp ảnh đôi. Cặp đôi đã có những khoảnh khắc tình tứ trong bộ ảnh mới. Hơn 7 tháng sinh con đầu lòng, Ngọc Lan đã tự tin làm mẫu ảnh. Cô cùng ông xã Thanh Bình vừa thực hiện bộ ảnh chung. Ngọc Lan Thanh Bình có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc khiến mọi người ngưỡng mộ. Sau giờ làm việc, cặp đôi thường dành hết thời gian cho con trai của mình. Ngọc Lan rất tự hào về ông xã Thanh Bình của mình. Cô từng chia sẻ, dù biết chẳng ai hoàn hảo, nhưng Thanh Bình trong mắt cô chính là mẫu người đàn ông cô mong muốn và rất may mắn có được. Anh làm tất cả mọi việc để được vợ vui, từ nấu ăn, chăm con, lo lắng cho cuộc sống. Anh cũng chưa bao giờ lớn tiếng cáu gắt hay để vợ một mình ở nhà. Hơn hết, ánh mắt của anh khi nhìn vợ luôn toát lên vẻ âu yếm đầy yêu thương. Chính Ngọc Lan cũng thừa nhận, cô tu ngàn kiếp mới gặp được anh.
Ngọc Lan được ekip chuẩn bị cho trang phục theo hơi hướng cổ điển trong bộ chụp ảnh. Còn Thanh Bình diện vest lịch lãm. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.